Nếu bạn đi về trong đêm mà nghe thấy tiếng người con gái hát ở giữa công viên không có ai thì đây có thể là nguyên nhân. Đúng vậy, chỉ là máy móc tập thể dục bị hen gì khi va chạm phát ra tiếng kêu. Nhưng nếu ở đó không có máy tập thể dục và cũng không có ai cả mà vẫn có tiếng hát thì tốt nhất là té đi các bạn ạ.